Vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ đồng thời là tỷ phú bất động sản Donald Trump cho rằng nếu muốn có thật nhiều tiền thì bạn cần phải biết quản lý việc chi tiêu của mình. Một vài sai lầm nhỏ trong chi tiêu cá nhân cũng có thể ảnh hưởng xấu đến toàn bộ số tiền mà bạn có. Hãy chịu khó rà soát mua sắm để chân tính xem bạn đang trả cho các chi phí không cần thiết ở đâu. Tôi biết có những người xem nhẹ những dịch vụ như giải trí hay tiền rượu, nhưng những hóa đơn này cũng cần phải được tính toán đến chứ. Bất cứ do gì nhỏ nào cũng có thể làm chìm một con tàu. Đối với tài chính cũng vậy. Tôi từng tự hào về việc mua những bộ quần áo giá rẻ. Thật không có ý nghĩa gì khi bỏ ra hàng ngàn đô la Mỹ để mua quần áo xịn, trong khi có thể mua cái khác với giá chỉ 100 đô la. Với cách quản lý chi tiêu và tiêu tiền như vậy thì ông Donald Trump từng được xếp thứ nhất trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Ông Trump không những nổi tiếng trong giới tỷ phú ở lĩnh vực bất động sản mà còn là một nhà diễn thuyết ăn khách. Gia đình dòng họ Trump đã giàu có từ đời cha ông, nhưng Tổng thống hiện tại của Hoa Kỳ vẫn phải lăn lộn với thương trường từ nhỏ. Ở Mỹ, có hơn 50% thế hệ giàu có thứ hai ở tuổi vị thành niên đã phải dựa vào bản thân để làm việc kiếm thêm tiền tiêu. Tổng thống Mỹ Donald Trump khi 14 tuổi đã làm một nhân viên bán hàng. Kinh nghiệm trong việc bán hàng tận nhà tại các khu dân cư cao cấp đã giúp ông hiểu rõ hơn về thị trường bất động sản và có sức thuyết phục mạnh mẽ khi đàm phán với khách hàng. Một điều nữa mà ít người biết về cách tiêu tiền của Tổng thống Donald Trump là ông làm ra nhiều tiền, nhưng tiêu cũng nhiều. Một ông trùm kinh doanh theo đúng nghĩa, đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ, không phung phí cho những thứ như rượu hay là giải trí. Nhưng vị Tổng thống của Mỹ luôn đòi hỏi những gì sang trọng quyền quý nhất. Ví dụ như chiếc máy bay riêng dòng Boeing 757 mua năm 2011, trị giá 100 triệu đô la Mỹ, là chiếc máy bay đắt thứ 8 trên thế giới. Hoặc thú vui với môn thể thao golf đắt đỏ, ông Trump chi khoảng 77 triệu đô la Mỹ cho bộ môn này.